Bình Dương hỏa tốc mở rộng khu vực phong tỏa ở Thủ Dầu Một. Hải Dương thêm 3 học sinh tiểu học có kết quả dương tính với Covid-19. Một bác sĩ ngất xỉu khi đang thực hiện nhiệm vụ chống dịch ở Hải Dương. Theo thông tin từ Bộ Y tế, sáng ngày 3 tháng 2, Việt Nam có thêm 9 ca mắc Covid-19 mới ở cộng đồng ghi nhận tại Hải Dương, Hà Nội, Gia Lai và Bình Dương. Như vậy, từ 27 tháng 1 đến nay, nước ta đã ghi nhận thêm 310 ca lây nhiễm cộng đồng. Bộ Y tế cũng thông báo về bệnh nhân 1883 mắc Covid-19 là nhân viên văn phòng công chứng số 3 ở địa chỉ số 6 Duy Tân. Sở Y tế Hà Nội cho biết, trên 2 chuyến bay có công chứng viên ở Duy Tân mắc Covid-19 có tới gần 400 hành khách. Hiện đang thông báo tìm khẩn để cách ly xét nghiệm nhằm tránh lây lan bệnh dịch. Trong ngày 1 tháng 2, Bình Dương đã phát hiện sinh viên lớp sư phạm tiểu học của Đại học Thủ Dầu Một dương tính với virus SARS-CoV-2. Trước tình hình này, ngoài việc đóng cửa hoàn toàn trường đại học có 16.000 sinh viên theo học này, khoảng 3.000 dân ở khu vực xung quanh cũng đã bị phong tỏa. Theo Thanh Niên, ngày 2 tháng 2, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một đã yêu cầu mở rộng phong tỏa hai khu vực ngoài những nơi đã phong tỏa trước đó. Tất cả đều có liên quan đến ca dương tính thứ hai ở Bình Dương là một sinh viên của Đại học Thủ Dầu Một. Liên quan đến sinh viên Đại học Thủ Dầu Một dương tính với SARS-CoV-2, cơ quan chức năng Bình Dương đã xác định được 321 người tiếp xúc gần. Trong số đó, có 11 người tiếp xúc rất gần đều đã được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. Riêng ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Bình Dương tại đợt bùng dịch này cũng đã xác định được 90 trường hợp F1 và 147 người F2. Toàn bộ đều đã được đưa vào khu cách ly, tránh lây lan rộng dịch bệnh. Bên cạnh đó, từ ngày 1 tháng 2, dù chưa có chỉ thị của cơ quan chức năng, song hàng loạt các nhà hàng, quán ăn, phòng gym trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một đều đã chủ động đóng cửa. Có thể thấy tinh thần chống dịch ở Bình Dương đang được đẩy lên cao độ. Người dân cũng cần chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để ngăn Covid-19 tiếp tục lây lan. Ngày 2 tháng 2, báo Hải Dương đưa tin về 3 em học sinh đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Được biết, đây là các học sinh của trường tiểu học Hiến Thành. Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính, Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn đã lập tức đưa 3 em học sinh đến cách ly điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Bên cạnh đó, các trường hợp F đưa đi cách ly tập trung, những ai đã tiếp xúc gần với 3 học sinh và phụ huynh của các em cũng được đưa vào danh sách. Trường hợp từ F2 lên F1, F3 lên F2 và một số trường hợp liên quan được theo dõi y tế nghiêm ngặt. Vào đêm 30 tháng 1 vừa qua, nhóm 3 em học sinh này đã cùng 62 học sinh khác của trường tiểu học Hiến Thành và trường tiểu học Lê Ninh cách ly tập trung tại trường mầm non Phạm Thái và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thị xã Kinh Môn. Nguyên nhân là do các trường hợp này có liên quan đến 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, gồm một học sinh lớp 4 của trường tiểu học Hiến Thành và một học sinh lớp 2 của trường tiểu học Lê Ninh. Trong bản tin sáng ngày 2 tháng 2, thông tin từ Bộ Y tế cho biết, ông RND, sinh năm 1977, trú tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, là bệnh nhân 1851, dương tính với Covid-19. Được biết, đây là ca mới tại tỉnh Hải Dương. Bệnh nhân này có lịch trình di chuyển phức tạp, từng đi ăn cỗ ở đám 49, dự hội nghị hát karaoke. Tỉnh Hải Dương đang là tâm dịch lớn nhất cả nước nên lượng người cần lấy mẫu xét nghiệm là vô cùng lớn. Các y bác sĩ, nhân viên y tế đã phải làm việc hết công suất, liên tục từ sáng đến trưa, chiều để đảm bảo tiến độ công việc khiến không ít người rơi vào tình trạng quá sức. Trong tối ngày 2 tháng 2, trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh một nữ cán bộ y tế ở Hải Dương bị ngất xỉu, được các chiến sĩ công an đưa đi cấp cứu. Cùng với đó là dòng trạng thái kể lại sự việc được chủ bài đăng chia sẻ. Công việc quá tải, thức đêm, lo lắng, đó là những gì mà các y bác sĩ của chúng ta đang phải trải qua. Trong chiều nay, một nữ bác sĩ tại Hải Dương đã bị ngất xỉu ngay trong khi làm nhiệm vụ. Rất nhanh chóng, chị đã được các đồng chí công an đưa đi cấp cứu. Nhiều người sau khi biết đến câu chuyện này đã không khỏi xúc động trước sự cống hiến và hy sinh của những nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch. Có không ít những bình luận bên dưới bài viết quan tâm đến sức khỏe của nữ bác sĩ, đồng thời dành những lời cảm ơn chân thành nhất đến những người đang ngày đêm bảo vệ sức khỏe toàn dân. Có thể thấy, mỗi lần bùng phát dịch là các nhân viên y tế lại phải ở trong trạng thái căng như dây đàn. Thế nhưng, điều đáng cảm phục là họ đều không hề bỏ cuộc, không ngại vất vả kể cả khi đã mệt mỏi rã rời, thậm chí là gục ngã trong lúc làm việc. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!